Năm 2023, tỉnh Bình Dương đã thu hút được thêm gần 1,5 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, kết quả tích cực trong bối cảnh đầu tư toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn. Báo cáo của ngành chức năng, đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, tỉnh Bình Dương đã thu hút 1 tỷ 495 triệu đô la vốn FDI, gồm 135 dự án mới, 41 dự án điều chỉnh tăng vốn và 140 dự án góp vốn mua cổ phần. Năm nay, đầu tư toàn cầu gặp nhiều khó khăn. Để duy trì thu hút vốn đầu tư, lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và chủ đầu tư khu công nghiệp tham gia xúc tiến đầu tư ở thị trường các nước. Tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính. Sở Kế hoạch Đầu tư đã xây dựng một cái đường liên kết nhằm tiếp nhận những phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư để kịp thời tiếp nhận và xử lý. Ngoài ra, sở đang xây dựng một cái kênh mạng xã hội Zalo chính thống, gọi là Zalo Official, để mà trực tiếp nắm bắt những cái khó khăn vướng mắc này và kịp thời điều phối cũng như là trả lời cho doanh nghiệp. Hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận lợi thế cạnh tranh lớn, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao như tập đoàn Lego, tập đoàn Pandora, tập đoàn Tokyo, tập đoàn Capitaland. Nhiều dự án đã giải ngân vốn xây dựng nhà máy ngay trong năm. Một số nhà máy hoàn thành đưa vào hoạt động. Tiêu biểu như tập đoàn Sico Thụy Sĩ đã đưa vào vận hành nhà máy thứ tư tại khu công nghiệp V-Ship. Đúng như kỳ vọng, việc đầu tư nhà máy thứ tư lần này không chỉ tăng gấp đôi khả năng sản xuất tại Việt Nam, mà còn phát triển thêm khả năng kỹ thuật trình độ cao. Nhà máy Sico Bình Dương đạt đến mức độ sản xuất tầm thế giới, cung cấp sản phẩm cho nhiều công ty danh giá tại châu Âu và Hoa Kỳ. Đây là minh chứng cho chiến lược đầu tư hiệu quả của tập đoàn tại tỉnh Bình Dương. Quản lý của các ban lãnh đạo và chính sách tiếp cận và hỗ trợ của tỉnh thì cũng rất là tốt. Có nghĩa rằng là tất cả những cái doanh nghiệp nước ngoài như là Sico Việt Nam không cảm thấy bị bỏ rơi hoặc là lơ lạc tại Bình Dương. Mình có vấn đề gì có thể trực tiếp trao đổi và chính sách xử lý rất là nhanh gọn lẹ và linh động. Đó là điều đó mình cảm thấy rằng là môi trường đầu tư của Bình Dương nó còn hấp dẫn hơn nữa. Thu hút FDI tiếp tục khả quan, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp. Trong đó, hạ tầng có vai trò quan trọng để thu hút vốn đầu tư chất lượng cao. Do đó, tỉnh tiếp tục tập trung các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, quy hoạch mở rộng các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư. Tỉnh Bình Dương đã được diễn đàn ICF vinh danh là địa phương có chiến lược thành phố thông minh tiêu biểu nhất thế giới, top 1 ICF. Qua đó, tạo dựng hạ tầng thuận lợi cho các dự án đầu tư tại đây. Bình Dương đang đẩy mạnh phát triển sinh thái số và đổi mới sáng tạo với những trung tâm điều hành thông minh, trung tâm sản xuất tiên tiến, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm thương mại thế giới. Đây là điểm sáng giúp Bình Dương thu hút được nhiều hơn dòng vốn đầu tư trong thời gian tới, nhất là thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, đưa Bình Dương trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại.